chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng với các bạn một cái món ăn vặt. Đó là khoai lang chiên giòn lắc với bột phô mai, rất thơm ngon. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái món ăn này. Đây là cái phần nguyên liệu để mình làm cái phần bột chiên giòn cho cái món khoai lang chiên giòn lắc với bột phô mai. Mình chuẩn bị ở đây là 150g bột gạo, 50g bột mì là khoảng 3 muỗng ăn canh, thì mình lường bằng cái muỗng này nè các bạn. Nó cỡ như thế này. 1 muỗng ăn canh bột năng và 200ml sữa tươi có đường. Thì mình sẽ cho cái phần bột gạo này vào thố. Cho bột mì, cho cái bột năng này vào luôn nha các bạn. Và cuối cùng là mình cho cái phần sữa tươi này vào. Mình tán cho cái phần bột này nó mềm ra nha các bạn. Mình cho hết vô luôn. Mình trộn cho cái phần bột này nó nở đều. Mình cũng đã trộn đều cái phần bột này. Các bạn thấy cái bột nó hơi đặc đặc như vậy là được. Mình không có trộn bột lỏng để mình chiên khoai nó sẽ ngon. Mình lược cái phần bột này nha các bạn. Để cái phần khoai mình chiên nó có cái màu vàng đẹp thì mình có thể cho vào đây một chút xíu bột nghệ thế này nè các bạn. Mình trộn cho cái phần bột này nó đều. Bây giờ cái phần bột này nó cũng đã được rồi thì mình sẽ đậy kín và ủ bột trong thời gian là 2 giờ, trong khi chờ đợi cái phần bột này nó được để mình chiên cái khoai lang thì mình sẽ ra vườn nha các bạn. Đây là cây chanh ở nhà mình trồng nè các bạn. Các bạn sẽ rất là ngạc nhiên không biết là tại sao mình làm cái món khoai lang này mà lại có hái chanh. Một chút xíu nữa các bạn sẽ biết nha. Mình sử dụng ở đây là 2 cái củ khoai. 2 cái củ khoai này là sau khi mình gọt bỏ vỏ thì nó còn lại nửa ký khoai đó các bạn. 1 ít muối, 1 quả chanh và nửa lít nước. Thì bây giờ các bạn cũng đã biết mình dùng chanh để làm gì rồi. Để cái khoai lang nó trắng và giòn thì mình chuẩn bị ở đây là nửa lít nước. Mình cho 1 muỗng ăn canh muối vào trong cái phần nước này. Khuấy cho cái phần muối nó tan ra. Mình cho cái chanh này, vắt cái chanh này vào trong nước. Mình vắt khoảng nửa trái chanh là được rồi các bạn. Mình sẽ cắt cái củ khoai lang này. Có người thì thích cắt khoai lang theo cái thỏi dài. Ở đây mình cắt theo cái hình ngang. Mình cắt cái khoai lang này nó hơi dày một chút. Các bạn cắt dày như thế này là được ha, để khi mình chiên nó không có dễ bể. Mình cho vào nước muối này mình ngâm. Mình sẽ ngâm cái phần khoai này khoảng 1 giờ đồng hồ. Và các bạn cũng lưu ý là mình cho muối ăn vừa phải, nếu không nó sẽ làm mềm cái khoai nha các bạn. Khoai lang này mình cũng đã ngâm được 1 giờ đồng hồ rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nè, cái khoai nó trắng ha, và nó cũng rất là cứng miếng khoai. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình vớt cái khoai này mình để ráo, để một chút nữa khi mình cho vào trong bột đó, nó
không có làm cho bột bị lỏng nha các bạn. Mình cho cái khoai này vào trong bột, mình trộn cho cái phần bột với khoai này nó thấm đều. Vì bột mình trộn với cái sữa tươi cho nên nó có một cái mùi rất là thơm đó các bạn. Và mình trộn với một ít bột nghệ cho nên cái phần bột này nhìn nó rất là đẹp ha. Bây giờ thì mình sẽ đi chiên cái phần khoai. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái phần dầu này nó đã nóng chưa. Thì bằng cách mình để cái đôi đũa vào này các bạn. Các bạn thấy ở đầu cái đôi đũa nó lên cái tim như thế này là dầu nó đã nóng. Mình sẽ chiên khoai lang nha các bạn. Mình cứ chiên nó thật là nhỏ lửa để cho cái khoai nó chín ở bên trong và nó vàng đẹp ở bên ngoài. Cái phần khoai lang này nó cũng đã rất là vàng. Và mình cũng đã thử bằng cách mình xơm thử một cái miếng khoai này các bạn. Thì nó mềm, như vậy là khoai nó đã chín rồi. Giờ cái khoai này nó cũng đã chín vàng rồi, mình sẽ cắt nó ra. Để bớt cái phần dầu thì các bạn sẽ sử dụng cái rây và mình lót vào đây một ít cái khăn giấy nha các bạn. Thì cái phần khoai này mình cũng đã chiên xong, các bạn thấy cái màu vàng của nó rất là đẹp ha. Và mình cũng sẽ thử một cái miếng cho các bạn xem nè. Đó, mình bẻ ra, bên trong cái khoai này nó chín vàng ha, và nó rất là giòn nè các bạn. Và mình sẽ cắn thử một cái miếng để các bạn thấy ha, nó rất là giòn. Khoai này nó còn hơi ấm ấm thì mình sẽ cho 1.5 muỗng ăn canh cái phần bột phô mai này vào chung trong với khoai. Sau đó mình xắt cho nó đều lên các bạn. Mình sẽ xóc đều cho cái phô mai và khoai nó thấm với nhau. Mình cũng không có xóc quá mạnh, sẽ làm gãy khoai. Như vậy là cái món khoai lắc với phô mai của mình đã xong. Mình sẽ bày ra dĩa nha. Nè các bạn thấy cái dĩa khoai của mình không? Rất là ngon nè. Như vậy là mình vừa chia sẻ cùng với các bạn cách làm món khoai lang chiên giòn lắc với bột phô mai rất là thơm ngon. Chúc các bạn làm được món ăn thật ngon cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, quan tâm, chia sẻ và đăng ký kênh Trang Thanh Nguyễn SD của mình. Kính chúc quý vị luôn vui, khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.